Thưa quý vị, liên quan đến vụ sạt lở xảy ra vào chiều qua ngày 6 tháng 5 tại khu vực thi công móng cột đường dây 500 kV mạch 3, phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, khiến 3 người chết, 4 người bị thương mà chúng tôi đã đưa tin. Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để cứu hộ cứu nạn, đưa các công nhân về bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh để cấp cứu điều trị. Và đến nay các công nhân bị thương, sức khỏe cũng đã ổn định, nhưng sự thất thần hoang mang vẫn hiện rõ trên khuôn mặt của từng nạn nhân. Thưa quý vị, các nạn nhân của vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra vào chiều qua đã được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh để cấp cứu điều trị. Đến thời điểm hiện tại thì sức khỏe của 4 người bị thương đã ổn định. Còn đối với 3 công nhân tử vong thì đã được cơ quan chức năng bàn giao cho người nhà đưa về quê để mai táng. Trong 3 người này thì có 1 người quê ở Nghệ An, 2 người còn lại quê ở Gia Lai. Sau vụ sạt lở, ông Đồng Anh Ngọc được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương. Vùng chân và vai bị tổn thương nặng, mất nhiều máu bởi các vết đứt sâu do đá cắt. Ông Ngọc chắc không bao giờ quên giây phút bị đá hất văng 3-4 mét, bị bùn vùi lấp nhưng vẫn có thể thoát chết thần kỳ. Mình xác định là sẽ chết, nhưng mà khi đó cũng mình vẫn bình tĩnh. Thì khi mà mình cái cố mình dậy cái, thì do tác động của mình dậy với lại cái thế dốc đó, thì có cái hòn đá nó ở mất nó cũng trôi đi luôn. Thì mình có cơ hội mình thò tay lên phía trên, lòi được tay lên là mình bám hòn đá cái, thì hòn đá trượt đi cái nó chảy tiếp thì mình lại bám được cái rễ cây. Hiện nay cả 4 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh với các chấn thương như gãy xương sườn, tổn thương gan phần mềm. Dù sức khỏe đã ổn định nhưng mọi người vẫn chưa hết kinh hãi sau vụ sạt lở. Trời nồng mưa là anh em đi vô nghỉ, ngồi được lúc thì thấy nước vì là đá đất cuồn xuống, anh em chạy xong rồi em chạy thoát được là cũng không biết được rồi đâu. Thì em nhìn thấy sạt anh em chạy toàn đoạn, hô hào cái anh em chạy toàn đoạn thì nhanh quá, mười mấy người chạy ra còn mắc kẹt 3 anh em. Trước đó khoảng 14:30 ngày 6 tháng 5, do mưa lớn đã gây sạt lở tại vị trí móng cột số 28, dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, đoạn qua phường Kỳ Liên, thị xã Kỳ Anh. Thời điểm xảy ra vụ việc, có 18 công nhân đang ở trong lán, 3 công nhân đã bị đất đá vùi lấp tử vong, 4 người bị thương, 11 người chạy thoát an toàn. Không làm kiên cố hóa được đâu. Thì nghĩ là mùa khô này thì nó mưa thì chỉ cũng mưa vậy thôi chứ nó không đến mức độ mà nó mưa cục bộ. Điều đáng nói, căn lán này rộng khoảng 60 m², là nơi ở của hàng chục công nhân, nhưng được dựng tạm bỡ lưng chừng đồi với bạt và cây rừng nên không đảm bảo an toàn. Được biết, hầu hết công nhân trong vụ sạt lở đất này đều là lao động thời vụ đến từ tỉnh Nghệ An và Gia Lai, không có giao kết hợp đồng lao động với đơn vị thi công. Đặc biệt, trong số 3 nạn nhân tử vong, có người sinh năm 2007, tức chưa đủ tuổi lao động.